Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 26 tháng 5 năm 2020. Và chiếc màn này nhỏ quý vị đây thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc sập thờ chân 20, một chất liệu gỗ mít. Chiếc sập thờ này có kích thước là 1m97, cao 1m17 và sâu là 107. Và đây là đơn đặt hàng của vợ chồng anh chị Linh Tâm ở tại Thanh Sơn, Phú Thọ. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong cái bộ sản phẩm này rồi, thì tôi trước khi bàn giao cho khách hàng tôi có quay lại video clip để giới thiệu cho mọi người. Đây thì là mẫu sập thờ tứ linh được độc chạm là long ly quy phượng. Tôi xin lỗi, đây là mẫu sập thờ tứ linh cân, thì có một bên là chim phượng và nghê, giữa là có đầu hổ phù, bên dưới là có hai chú rùa. Mẫu sập thờ tứ linh cân quý vị nhé. Đây là hình ảnh chính giữa chiếc phần dạ sập được đục chạm rất là sắc nét, quý vị thấy được. Chính giữa chiếc sập là đầu hổ phù được chúng tôi đục chạm kênh bong và rất là sắc nét cũng như dữ tợn. Đây quý vị này, toàn bộ rất là kênh bong nhé, cực kỳ là kênh bong và sắc nét luôn. Nó thể hiện một cái độ dữ dằn, độ uy nghi cho cái phòng thờ nhà mình, trấn an không gian thờ cho gia chủ. Ngoài ra phía trên đường nét hoa văn ở trên cổ này thì có hình tượng rồng trầu mặt nguyệt. Ngoài ra còn có những cái bầu rượu cuốn thơ hay là 5 đồng tiền này. Anh bác ơi, chờ khênh hộ sập thờ này cái. Chờ tí khênh hộ sập thờ này cái. Khênh tất cả lên ạ. Về chân này là đầu có đục đầu lân và chân nghê quý vị nhé. Đầu lân và chân nghê. Đây phần đốc này có đục đầu hổ phù cũng như là hoa lá tây. Trên này là bao lan là rồng hóa. Đó, toàn bộ cái đường nét chi tiết hoa văn thì tôi đã giới thiệu cho mọi người như vậy rồi. Thì tôi quay lại một lần nữa tổng thể của chiếc sập này. Hình ảnh tổng thể dáng sập cho quý vị xem và hình dung được khi chúng ta kê vào cái không gian phòng thờ như thế nào. Đó, mọi người mà có nhu cầu quan tâm thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng 8 nhé. Chúng tôi có địa chỉ ở trên màn hình kia là 0987 510 806. Số điện thoại là có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ngoài ra mọi người thể xem thêm những sản phẩm khác ở tại website đồ gỗ tùng8.com. Đây hình ảnh chính diện của sập đây. Rất là đẹp. Sản phẩm này chúng tôi là chọn lọc gỗ là một phần 100% một chất liệu gỗ mít ta, gỗ mít quê tại Phú Thọ. Chọn tôi là sản xuất trực tiếp không qua trung gian, từ các khâu điêu khắc đến chọn lọc gỗ. Ok mọi người nhé, thì tôi xin kết thúc video clip ở đây và chúng tôi chuẩn bị để bốc xếp chiếc sập thờ này lên xe để bàn giao cho khách hàng rồi. Mọi người quan tâm đến đồ gỗ nội thất thì hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những kiến thức về đồ gỗ nội thất cũng như là phong thủy ở trên kênh. Mọi người quan tâm hãy bấm like và đăng ký kênh. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip khác.